Chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cho các bạn này thực hiện phân bổ vụn cụm như sau. Cái này là hàng tháng chúng ta thực hiện việc phân bổ công cụ dụng cụ phục vụ cho hoạt động, đúng không? Hoạt động sản xuất kinh doanh. Đấy, thế thì ở đây chúng ta làm như nào? Mỗi một lần các bạn chọn chức năng là công cụ dụng cụ này, các bạn vào công cụ dụng cụ cho mình nhé, vào phân bổ này. Thì khi các bạn phân bổ có nghĩa là các bạn tạo lập chứng từ đồng thời hạch toán. Ở đây chúng ta đã nhập mua các cái chứng từ trong tháng 1, có nhập mua, có ghi tăng từ xuất kho. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy này, cái phần thứ nhất là cái máy này nó tồn từ năm trước và nó đưa vào quản lý thì mặc nhiên nó hạch toán vào đây cho các bạn. Cái thứ hai là cái máy khoan bê tông, cái này là 183.000, là cái mà chúng ta mua về mà xuất ngay, tức là mua ghi tăng. Và cái này thì chúng ta mua về nhưng chúng ta lại đưa vào kho, sau đấy chúng ta xuất. Thế nó ra ở đây cho các bạn thành hai dòng rất là cụ thể. Ở đây chúng ta sẽ phải chọn khoản mục chi phí cụ thể này. Đấy, để khi hạch toán vào đây thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ còn phân bổ cho giá thành sản phẩm nha các bạn nhé. Cái này sẽ phải phân bổ cho giá thành sản phẩm. Đối với phần mềm của chúng tôi không có khái niệm làm giá thành bên ngoài nhé, phải làm được trong phần mềm. Giá thành là phải lên được ở trong phần mềm các bạn nhé. Thế này chúng ta phân bổ cho tháng 1 thì chúng ta chọn lưu. Thế là chứng từ đã xong. Các bạn có thể nhìn thấy nó khá đơn giản thôi. Các bạn nhìn thấy ở trong này, trong cái bảng cân đối phát sinh này, tháng 1 đi, đúng không? Chúng ta nhìn qua tí là chúng ta biết ngay. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là ở đây rất là rõ ràng cho các bạn này, nhìn thấy chưa? Ở cái dòng tài khoản 242 này này, nó đã có phát sinh 1.045.000. Đấy, tôi mở ra xem nó là cái gì. Đấy, cái chứng từ phân bổ công cụ dụng cụ nó đã được đưa vào đây. Các bạn nhìn thấy không? 545.000 từ cái máy vi tính, và 312 và 187 này là từ cái hai cái máy khoan. Rồi, ok các bạn nhé, đã làm xong cái phần phân bổ.